Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện. Sau khi giả mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai của hắn. Tập 57. Sao tự nhiên lộ ra ánh mắt này vậy? Hả? Bởi vì anh Hùng hả? Do em gọi anh ấy là anh Hùng sao? Hay là do em gọi điện cho anh ấy? Kỷ Thương Hải, nói chuyện đi. Đều có hết. Bỏ đi, bỏ đi. Đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Em đây là giao tiếp xã hội bình thường. Anh biết. Anh là biết thật hay là biết giả đây? Em giận rồi sao? Anh nên hỏi em thấy sợ chưa, chứ không phải là giận chưa. Vân Phàm, anh yêu em. Tên điên. Một kẻ yêu điên em sâu đậm. Anh là nhất, không hổ là anh. Sắp 11 giờ rồi, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ngày mai nhớ đến quán ăn phụ giúp. Được. Tắt đèn rồi. Vân Phàm chắc là ngủ rồi. Vân Phàm, ngủ ngon. Reng reng reng. Ó, ngủ một giấc thật là sâu. Hôm qua mình thế mà lại đưa Kỷ Thương Hải về nhà, cũng không biết anh ấy như thế nào rồi. Đang làm gì đấy? Vân Phàm, em dậy rồi. Anh đang xem trong tủ lạnh có cái gì. Anh muốn làm bữa sáng cho em. Trong tủ lạnh không có đồ gì, không cần phiền phức. Ra ngoài ăn đi. Em thay quần áo cái đã. Phải ra ngoài sao? Phải. Sáng nay em có tiết học. Nếu có thể ở mãi trong căn nhà với em thì tốt rồi. Em phải đến trường rồi. Hôm nay anh tự đến quán ăn ngon lại tới nhà. Biết đường đi không? Lát nữa anh tìm cửa hàng bán chìa khóa, tự đánh cho mình chiếc chìa khóa. Được. Chỉ được đánh một chiếc, đừng làm mấy chuyện vớ vẩn. Vậy được, em đến trường đây. Anh đến quán ngon lại tới, đi theo em làm gì? Anh muốn tiễn em. Được thôi, vậy anh đưa em đến trạm xe buýt. Đừng đi theo em giả bộ đáng thương nữa. Mau đi làm việc của anh đi.